Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em ép size nhá Thì có rất là nhiều những anh em mới chưa biết nào Mình sẽ hướng dẫn lại Thì như anh em cũng biết tóc mình đang dài Và đây là cái video cũ cho nên mình sẽ làm lại để cho anh em tham khảo thêm nhá Thì về phần hai phần size và phần gáy Thì anh em nhớ chưa từng lớp từng lớp ra Sau đó là anh em bôi Thì anh em bôi nhớ đậm đậm một chút nhá Anh em phải bôi vào chân tóc Sau đó là anh em trải xuôi nó xuống Lấy cái chổi ấy, miết cho nó mịn xuống sau đó nó đắp giấy vào về phần gáy thì anh em có thể là kiếm một cái gương ở đằng sau hoặc là nhờ người bôi hoặc là tự bôi tự cảm nhận nó cũng không khó đâu làm nhiều thì nó sẽ quen thôi anh em ạ à. à, Còn nếu như anh em có cái nhu cầu là chia ngôi cũng như là tạo cái form mái cho nó phồng nó có một cái form side part nó đẹp ấy thì anh em có thể là bôi vào sau đó là anh em chải ra như mình nhé bôi vào phải trải ra nhé bôi một lượng vừa đủ thôi đừng bôi quá nhiều cái phần mái như thế anh em bôi vừa đủ thôi sau đó là anh em kẹp định hình nó lại thì riêng phần mái thì với lại phần ngôi thì mình chỉ để tầm 15 phút thôi là ok rồi nhé còn hai bên sai thì ba bốn phút thì tùy từng chất tóc sau đó là anh em gạt bớt đi và đi xả đi gội bình thường là ok rồi ra sấy xuôi nó xuống là ok nhé Uh, thì về cái phần tạo form máy là mình làm ví dụ cho anh em thôi Còn đợt đấy là mình đang để cái form League Chính vì thế mà tạo kiểu nó cũng khá là dễ dàng Chỉ cần sấy một chút vào máy cho nó hơi phồng, xịt chút gôm thôi là xong rồi Đấy anh em quan sát hai phần sai hai bên của mình đúng không? Đấy nó gọn hơn, nó gọn đầu hơn, nhìn nó sẽ rất là đẹp Thì anh em có thể là vào shop để tham khảo những cái sản phẩm nhé Anh em cần hỗ trợ gì thì cứ liên hệ với mình Mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết sức nhé Cảm ơn anh em